Hướng dẫn tụi con làm một cái giao diện đúng không? Thì đây là cái giao diện mà thầy lấy trên mạng thôi ha. Đây nó không có nên là cắt nó không có đúng ý mình. Nhưng mà con làm như sao? Đây sao thầy hướng dẫn con cái cách cắt thì đầu tiên là nhìn chung trang web này mình sẽ cắt những chỗ nào, mình sẽ cắt logo nè. Cắt cái nào nữa? Cắt cái banner nè. Cắt những cái sản phẩm nha con. Đúng không? Cắt những cái icon nè. Nghe con. Nó hiểu ha. Cắt ra để chi, để qua bên kia người ta đẩy vô. Đúng không? Đúng rồi, chứ là ở đây mình có một cái dở là gì, mình không có file gốc. Con có file gốc thì cắt nó sẽ dễ hơn. Đúng không? Còn giờ không có file gốc thì nó để tại vì vậy là ví dụ tôi cắt cái nền này đúng không? Thì nó là này màu trắng. Mà nếu như mai mốt người ta đổi màu khác lại lòi màu trắng ra đúng không? Đổi cái nền đó. Nó hiểu không ta? Như người ta gắn cái logo vô một cái nền khác thì nó sẽ lòi ra, hiểu không? Nhưng nếu cái nền này trong suốt thì tốt hơn. Bây giờ thầy xử lý một cái ha. Thầy chọn cái đũa thần nha, thầy chỉ internet lít vào cái dùng màu trắng này nè. Nghĩa là nó sẽ lòi màu trắng đi đúng không con? Đấy, để lòi màu trắng đi. Sau đó thầy lòi thêm cho mấy chỗ này nữa. Thôi kệ đi, chỗ này để đi ha. Rồi, vậy thì chúng ta có được cái logo đúng không? Vậy chúng ta copy nha bằng cách nhấn Ctrl+C. Nếu con có file gốc thì không, con không còn phải cần phải làm động tác này không con? Hiểu không? Thì con cứ cắt bình thường, giờ thầy cắt nha. Đầu tiên là phân tích rồi, đầu tiên chúng ta cắt cái logo. Thì thầy lấy cái công cụ á, có một cái công cụ cắt rất là hay đó là slide tool. Thầy kéo từ góc trái trên đến góc phải dưới. Hiểu chưa? Thầy cắt. Đã. Lấy như là an toàn ha. Nhưng mà nhớ chút nhắc thầy tắt cái nền đi để xuất cái file này, hiểu không? Bây giờ mình xuất trước thì con coi luôn nè, file nè cho dễ hiểu, export rồi đúng không? Export thì nó có là export server web là cái chuẩn của mình cần làm đúng không? Thì mình chọn server web thôi. Thì ở trong những cái họ này nó nói con rồi ha, bây giờ chỉ nói lại ha. PNG là trong suốt, còn PNG 24 bit á là nó trong và nó có bóng. Hai cái nào có bóng nên chọn nó, còn bây giờ bình thường là chọn JPEG ha. Cho cái bài mình cần trong suốt cho mình chọn PNG, không có cho không có bóng mình chọn 8 bit được rồi nha. Rồi bây giờ con làm cái động tác này không, con nên đặt tên cho nó. Thì trong đây nó có công cụ slide nè đúng không, con chọn nó ha. Chọn nó double click vô ha. Thì đây nó có name nè đúng không, thì đánh logo, hiểu không con? Nó nên đặt tên cho nó nha. Thì con thấy là cái slide này có tên là logo đúng không, double click rồi công cụ này nè, double click vô đúng không? Hoặc là ở ngoài á, nó cũng có cái chỗ để mình đặt đúng không, logo nha. Rồi sao bây giờ sale lại đúng không? Nhưng mà đó, sale ở đâu tùy, để desktop thì dễ quản lý nha. Bây giờ con biết không, là nếu như đặt tên là web nha đó, nếu như con để tên gì bất kỳ cũng được, tên UV gì đó, sale lại. Ở đây nè, nó có on slide. Nếu như con chọn online thì nó cắt hết luôn một bài mình có 100 logo, 100 chỗ cắt thì nó cắt hết luôn. Nếu con chỉ chọn một chỗ thôi, gọi là select the slide thôi, nghĩa là nó chỉ cắt cái chỗ mình đang chọn thôi, thì có thấy kết quả như sao? Các bạn nhìn đây, thầy nãy chưa đánh một thư mục web nè. Đây. Đúng chưa? Thì trong đây nó xuất hiện một cái thư mục email, nó tự gói nha. Và nó sẽ cho mình đúng cái logo thôi. Hiểu không con? Mà đặc biệt cái logo nó trong suốt nha, thầy mở Photoshop lên này, cho con coi nè ha. Open một Photoshop cho con coi ha. Desktop đúng không? Hồi nãy mình chưa tắt cái nền đúng không con? Bây giờ mình sẽ xuất lại nha, con nhìn nha. F7 mở layer lên. Hồi nãy thầy quên tắt cái nền này, vậy thì cái logo nó lấy luôn màu trắng này không con? Hiểu không? Hồi nãy là mình để vậy mà. Thì cái nền mình màu gì? Màu trắng nó xuất luôn chứ đúng không? Mình tắt cái nền đi thì nó chỉ xuất cái này thôi. Giờ sao lại cho con coi nha. Server web PNG 8 bit sao F nè, đúng không? Chỉ sao những cái đang chọn thôi. Xong relay cái cũ nha. Rồi bây giờ con thấy kết quả của mình nè. Trong thêm email nè, mình kéo bỏ vô vô shop coi thử nha. Đó, con thấy nó trong xuống không? Hiểu không ta? Đó, cái nền nè, con mở lên nè. Đó, nền gì không biết. Nhưng mà cái hình của mình luôn luôn là trong xuống. Hiểu không ta? Em nó đến đâu cũng được đó.
đặt lên đến đâu cũng được. Ví dụ con để nó chỗ này nó dẫn trong, thấy không, hiểu không ta? Đó, đó là cái hay. Rồi bây giờ tương tự vậy thì người ta xuất nhiều cái như thế nào? Đấy thì người ta xuất như này, mời con coi. Ta chọn cái Google Slide này nha. Vì đây là cái quan trọng đó của con nên là con mới nắm được. À, tương tự thì con xuất cái này, đúng không? Con nên đọc tên cho nó luôn, đúng không? Đúp clip vô. Này cái này là dịch vụ gì ta? Có, đúng không? Rồi đánh này VV. Rồi sau đó qua cái này thì để cho những cái này nó bằng nhau á, thì chúng ta không thì lấy những ép cho nó hiện lại. Rồi lấy công cụ này là con công cụ slide selected, nghĩa là công cụ này cắt, còn công cụ này chọn ha. Bây giờ thì chọn công cụ này, nhớ thì nét cứ bi vào đây như vậy cho hai cái icon nó bằng nhau, hiểu không? Và khi copy qua đây rồi thì con đổi thôi. Cái này là hotline đúng không? À, hotline nên có một cái tiếp đồ ngữ đầu giống nhau, ví dụ như icon là đúng không? Hotline rồi nhé, internet copy qua tiếp nha con. Lúc lấy đưa đặt tên nãy icon hotline, còn bây giờ icon gì? Thanh toán cho xong rồi, vậy là được ba cái icon đầu rồi phải không? Cắt luôn cho hai cái này cắt nè, cái bên rồi thì kéo từ góc dưới trên xuống phải dưới ha. Rồi đặt tên, à đây đặt là banner đúng không con? Rồi xuống đây từng sản phẩm này con cắt như cái sản phẩm này con cắt, cắt thì ở đây nó có hai cái mà lấy hết luôn. Ô cái này nó chồng lên cái kia sao cắt ta? Trong trường hợp này, trường hợp này các con, nếu mà có file gốc á, tôi mới hiểu vậy nè. Nếu mà có file gốc thì đây là một cái file khác, đây là cái file khác các con, hiểu không? Thì mình tắt cái này đi, mình cắt cái này thôi. Bây giờ mình tắt cái này đi, cắt cái này ngược lại, đúng không? Trong trường hợp này thì thôi, mình không có file gốc mà mình lấy. Cái này phải cắt nhiều lắm không? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 thì là cắt 10 lần á, hiểu không? Cắt 10 cái. Trong trường hợp này để cho dễ hiểu thì cắt cái một vì cái phải luôn kìa rồi nha, đúng không? Đặt tên luôn, là quy cái đóng nó 10 cái thì đại diện cái thôi, cái đóng đó thì đặt tên là sản phẩm nha, đúng chưa? Rồi nghe nói là xong chỗ này con phải cắt tiếp những cái còn lại ha. Này là gì ta? Cái này mình đặt tên là sản phẩm da đẹp da đúng không? Đánh chữ đẹp da. Đó. Ở đây. Cái hình này thôi. Đẹp da đúng không? 1 2 3 4. Đẹp. Da 1 đi ha. Rồi, chúng này chúng ta sẽ chọn cụ này nè. Và copy sang đổi tên đẹp da mấy con, đẹp da 2, đẹp da mấy con, đẹp da 3, đẹp da mấy con, đẹp da 4. Rồi vậy thôi xong đúng nè. Chúng ta có những cái này xong rồi chúng ta sell for web. Rồi trước khi sell web thì chúng ta coi chọn cái loại họ như thế nào đúng không? Thì con sale nè, for web nè. Đây, lấy công cụ này chọn những ship chọn nè, những cái ví dụ những cái icon này đi, 1 2 3 ba cái icon này nè thì chọn họ là Sibex. Nè con. Đúng không? Cái banner này cũng vậy, cũng chọn họ là Sibex. Đấy. Tất cả những cái này cũng vậy thì chọn họ là JPEG JPG nè, đúng không? Bốn cái này cũng vậy thì cho nó nhẹ, 1, 2, 3, 4, 5 cũng là họ JPEG rồi ha. Giờ con sale nha, đúng không? Sale thì con cứ để vậy ha. Select the slide nghĩa là nó sale những cái chọn thôi, thì nếu không sale hết thì con chọn là on. Bây giờ thì sale hết cho con coi thử nha.
thì nó sẽ rất là nhiều. Mà nhìn nè, mà nếu con chọn cái nào thì nó sẽ ở đó thôi, là nãy thầy làm rồi ha. Bây giờ con sẽ đi vào cái thư mục và mình cắt cái con ấy nó ra rất là nhiều đúng không? Thì những cái nào không liên quan con bỏ đi, ví dụ từ này xuống đây đúng không? Delete đi. Rồi này xuống đây, delete hết đi, xong đúng không? Và tất cả gì nãy mình cắt là con thấy nó đã đưa hết rồi đúng chưa? Ví dụ cái banner là nó đã cắt riêng đây. Bây giờ vô shop nếu cần thì mở lên cho coi những gì nãy giờ mình đã cắt nha. File open desktop đúng không? Đây nãy thì có một cái thư mục là web đây, cái email là nó chứa hết trọng hết rồi, ra mở lên hết đó. Tất cả gì nãy giờ mình cắt nó sẽ hiện ở đây hết đó. Bây giờ nhấn F để cho nó hiện ra mấy cái cửa sổ rồi nhấn tab đó. Mình thấy những gì mình cắt là nó hiện ở đây hết đúng không? Rồi qua bên, lúc này qua bên HTML á là tụi con mới đưa nó vô, hiểu không ta? Hay người ta có những icon này rồi thì người ta đưa cả thư mục đó vào trong web đó. Thì cái quy trình mà chúng ta cắt đúng không? Nhìn chung là như vậy là con biết hết ha. Rồi đúng không? Cái câu tiếp theo là tùy ha, đúng không? Nói đi lớp trưởng. Rồi thầy dừng cái clip này cái đã nha, 11 phút đúng chưa?